Xin chào tất cả các bác, rất vui được gặp lại mọi người trong phiên đầu mùa ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ, buổi sáng thứ bảy ngày 16 tháng 12 năm 2023. Và mở đầu video thì cửa hàng Kiên xin kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành nhé. Món đồng hồ đầu tiên em mang đến cho các bác trong phiên ngày hôm nay sẽ là một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, một chiếc Techno Spider. Đây là một phiên bản mang phong cách cực kỳ là nam tính cho các bác nha. Techno Spider với size mặt ngang là 37 cùng với chiều dọc sẽ là size 43 này. Ngang 37, dọc 43. Máy cơ tự động nha. Hôm nay nhà hàng xóm đang sửa nhà cho nên là âm thanh hơi ồn một chút, cho nên là các bác có hết sức là thông cảm nhé. Cọc số dạng khối này, có một ô clip góc 6 giờ. Về phần thân vỏ bên ngoài của chiếc Spider này thì sẽ là vỏ thép không gỉ. Thiết kế mặt đáy bát quái và ở phía dưới mặt đáy này thì sẽ có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu Technos Worldwide ở đây. Đó. Núm zin nguyên bản này. Máy cơ tự động và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nha. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Form lớn rất là dễ đeo và đặc biệt là các bác nam mình có cổ tay to một chút đeo này rất là đẹp nha. Phần mặt niềng bên trên thì sẽ được tạo hình với những cái đường vân tỏa tia như thế này. Đó. Tạo hình tỏa tia trên phần vỏ cực kỳ bắt mắt luôn ạ. Ngay sau đây em sẽ mở bộ máy bên trong ra nha. Rồi và đây sẽ là bộ máy bên trong của chiếc Technos này. Máy tự động nguyên bản của Technos với 30G này. Đó. Trên này máy rất là sáng và đẹp nha. Tình trạng máy thì đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi ạ. Rồi và mã số 1 ngày hôm nay giao lưu các bác với giá là 2.280.000 nha. Các bác chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Cửa hàng Kiên có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất là các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng tiền cước cho bút đá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nhé. Rồi em qua chiếc số 2 sẽ mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Mido này. Đây là một chiếc Mido Commander nha. Nhắc đến thương hiệu này, đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng với những cái thiết kế vỏ đúc liền nguyên khối cực kỳ là chắc chắn như thế này. Đây, em này cũng vậy nha, bọc vàng toàn thân luôn ạ. Phía dưới mặt đáy có khắc tên thương hiệu Mido ở đây và phần núm zin nguyên bản nha. Trên phần vỏ này thì cũng có một vài cái vị trí là nó cũng có vết hao mòn của thời gian như thế này. Đấy. Mặt bên trên rất là đẹp nha. Em này thì sẽ làm cái màu mặt vàng mỡ gà. Toàn bộ cọc số dạng khối và có hai ô của lịch góc 3 giờ. Size mặt của chiếc Mido này là 37 nhá. Đây là một form mặt lớn và rất là dễ đeo dành cho các bác. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Form lên tay cực kỳ là sang nha. Máy cơ tự động, tình trạng hoạt động tốt. Trên này đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi. Còn ngay trên đây sẽ là bộ máy bên trong của chiếc đồng hồ Mido này nha các bác. Đó, máy tự động nguyên bản của Mido. Máy rất là sáng và đẹp như này. Đó, máy Mido nguyên bản nhá. Em này đã được lau dầu cũng như là căn chỉnh ổn định rồi nha. Đây là một bộ máy Mido tự động với 20 năm chân kính này. Bánh đà vàng. Đó. Chiếc số 2 sẽ có giá là 2.280.000. Các bác yêu thích chốt đơn cho em nha. Tôi tiếp tục qua chiếc số 3 nha. Mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ thương hiệu Senco 5. Ở đây là một chiếc Senco 5 chặt góc. Máy cơ tự động. Máy 7009A nha các bác. Senco 5 thì đây một thương hiệu đồng hồ gọi là quá là quen thuộc với các bác rồi đúng không ạ? Một trong những huyền thoại thời bao cấp tại Việt Nam những năm thập niên 70 80 này. Ở chiếc này thì sở hữu màu mặt đen bao công đen truyền thống nha. Viền vàng và có một ô clip góc 3 giờ này. Chiều ngang size 34 và chiều dọc là size 39 ạ. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Dây khóa Senco này. Từ dưới mặt đáy có khắc tên thương hiệu ở đây. Đó. Vỏ thép sáng bóng. Bộ lịch của chiếc này thì sẽ là lịch bơm nhá. Lịch bơm ạ.
Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Senco 5 chặt góc. Mã số 3 có giá là 1 triệu 280.000. Em qua mã số 4 nhé, mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ thương hiệu Rado. Đây là một chiếc Rado Silver Gazelle. Đó, phiên bản xưa cổ của thương hiệu Rado, và cái phiên bản này được ra mắt vào đầu những năm thập niên 60 nha các bác. Form trứng ạ, thiết kế mặt hai lòng, có một ô cửa lịch. Tuy nhiên thì ô cửa lịch này là đã ngưng hoạt động theo thời gian rồi. Đó. Cái điểm đặc biệt nhất của cái phiên bản Silver Gazelle này đó chính là thiết kế dạ quang. Em này thì được đính rất là nhiều dạ quang nha. Viền này, đầu các chỉ số, phần kim toàn bộ đều được đính dạ quang hết nha các bác. Cái này thì rất là tiện cho các bác sử dụng khi mà trời tối ấy ạ. Thân vỏ bên ngoài là vỏ thép không gỉ. Đó. Nốm mỏ neo này. Mặt dây khóa Rado và mặt đáy có khắc biểu tượng Rado hai cá ngựa ở đây nhé. Chiều ngang của chiếc đồng hồ này là 37 cùng với chiều dọc là size 41 này. Ngang 37, dọc 41, máy cơ tự động. Đó. Rado. Mã số 4 và chiếc này có giá là 2 triệu 380.000 ạ. Em qua chiếc số 5 sẽ mang đến cho các bác một chiếc Pondrot, máy cơ có tay 18G. Các bác còn gọi cái phiên bản này là Pondrot chuông reo đấy ạ. Đó. Có hai nốm nha, nằm tại vị trí góc 2 và 4 giờ. Cái phiên bản chuông reo này thì nó là một cái form khá là xưa cổ nha các bác, một trong những cái phiên bản Pondrot rất là được yêu thích từ các bác này. Màu mặt đen, thiết kế mặt hai lòng nha. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép. Vỏ thép. Chiều ngang của chiếc Pondrot này là 34 cùng với chiều dọc sẽ là 41 này. Đó, bộ máy cơ có tay nha. Bản chuông reo thì sẽ có 4 kim nha. Đối với chiếc kim có biểu tượng hình mũi tên ở đây thì sẽ là cái chiếc kim để chỉnh phần chuông. Đó. Đầu tiên thì khi mà các bác sử dụng chuông reo thì các bác phải lên cót nha. Lưu ý là phải lên cót cho cả hai phần nốm như thế này. Và để hẹn giờ thì các bác sẽ kéo núm ra và chỉnh kim đến cái vị trí mình cần hẹn giờ là được ạ. Đó, vừa rồi thì các bác cũng có thể nghe được cái tiếng chuông reo của chiếc đồng hồ này rồi đúng không ạ? Một chiếc đồng hồ rất là tiện lợi cho các bác này. Và bác nào yêu thích và muốn sở hữu chiếc đồng hồ này chốt đơn cho em nha. Mã số 5 có giá là 1 triệu 790.000 ạ. Tiếp tục qua chiếc số 6 mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ thương hiệu Technot. Technot Panoris, máy cơ tự động đến từ Thụy Sĩ ạ. Một chiếc Technot với thiết kế mặt và tia cực kỳ là đẹp luôn nha. Đây là một thiết kế rất là đặc biệt của thương hiệu đồng hồ Technot. Các cái đường vân sẽ được người ta tạo hình từ phần gốc kim ra bên ngoài. Đó. Cái này là được khía trực tiếp trên phần mặt nền nha các bác. Cọc số có cài đá trắng và một ô cửa lịch góc 3 giờ này. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Đó, vỏ thép không gỉ. Mặt đáy bắt quái ạ. Đối với chiếc này sẽ có chiều ngang là 35 và chiều dọc sẽ là size 41. Ngang 35 và dọc là 41 nha. Máy cơ có máy cơ tự động và ngoài ra thì chiếc này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Technot Panoris tự động Thụy Sĩ có hỗ trợ có tay. Mã số 7 và chiếc này có giá là 2 triệu 280.000 nhé. Tiếp tục em qua mã số 6. Một chiếc Edux. Đây là một phiên bản Edux đúc hàng cao cấp của thương hiệu này, phiên bản Kingstar nha. Cái phiên bản Kingstar này thì sẽ là một cái màu mặt xanh vỏ đỗ rất là nổi bật và cũng khá là lạ mắt cho các bác này. Cọc số vàng dạng khối nhá. Có một ô cửa lịch. Thân vỏ bên ngoài của chiếc Edux này sẽ là vỏ thép không gỉ. Thiết kế chém vát hai bên viền cạnh. Chiều ngang size mặt 36 và chiều dọc của chiếc này sẽ là size 41 nhé. Ngang 36 và dọc là 41. Thân vỏ thép này.
mặt đáy có khắc biểu tượng của Ê Đức ở đây. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng nắm ạ. Đây sẽ là phần mặt của chiếc đồng hồ này. Form rất là chất nha. À, em này thì sở hữu bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì còn có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Và bác nào thích cái màu mặt như thế này và muốn sưu tầm cũng như là sở hữu cái phiên bản cao cấp của thương hiệu Edux này, các bác có thể chốt đơn cho em ạ. Mã số 6 có giá là 1.780.000 nhá. Technot GGQS, một phiên bản cổ của thương hiệu Technot. Và phiên bản này được Technot cho ra mắt vào đầu những năm thập niên 60. Đây là một trong những cái phiên bản mà cực kỳ nổi tiếng tại Nhật Bản thời kỳ bấy giờ. Form mặt vuông TV này. Màu mặt xanh, cọc số dạng khối và có một ô cờ lịch góc 3 giờ các bác nhá. Em này về phần thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Vỏ thép rất là sáng bóng như này. Và đặc biệt hơn thì đây là một cái phiên bản kỷ niệm nha các bác. À, người chủ cũ người ta có đính lên trên đây một cái bộ lịch kỷ niệm. Ở phần dây khóa này nha. Em này thì dây khóa sẽ là dây zin nguyên bản này. À, mặt đáy thép. Có khắc tên thương hiệu ở đây. Nốm zin nguyên bản của đồng hồ. Chiều ngang của chiếc Technot này là 36 cùng với chiều dọc. Chiều dọc là size 39 nha các bác. Em này máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nha các bác. Đó, zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa này. Rồi bạn nào thích chiếc này chốt đơn nha. Mã số 8 có giá là 2.180.000 này. Em qua chiếc số 9 và mang đến cho các bác một chiếc đồng hồ quân đội đến từ thương hiệu Slava nha. Một chiếc đồng hồ quân đội biểu tượng và chữ CP ở dưới này. Máy cơ có tay 26 trang kính. Mặt tỏa tia này, số học trò cách điệu và có lịch. Size mặt của chiếc này sẽ là 39 nha các bác. Form rất là lớn ạ. Em bướm thử lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Slava này. À, em này thì vẫn còn giữ được tình trạng độ mới rất là tốt, mặt cực kỳ sáng luôn các bác. Thân vỏ bên ngoài của chiếc này sẽ là vỏ vàng này. Vỏ vàng, phía dưới mặt đáy thì sẽ là đáy thép như thế này. Dây khóa là dây chun. Đó. Slava, máy cơ có tay 26 chân kính ạ, một chiếc đồng hồ của quân đội Liên Xô, mã số 9, có giá là 1.480.000. Em tiếp tục qua mã số 10 nha. Đây là một chiếc Coslavin Delosi, máy cơ có tay 23 chân kính của đồng hồ Liên Xô. Đó, cái phiên bản này còn được gọi là mặt trăng đêm đấy ạ. Một trong những phiên bản rất là độc đáo của thương hiệu đồng hồ Coslavin bởi thiết kế cực kỳ ấn tượng như này nha các bác. Em này thì thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng và các bác có thể thấy được là lớp vỏ bên ngoài của chiếc này đã lên màu bã trầu toàn bộ rồi. Đó. Không hề bị hao mòn một chút nào nha. Đáy có khắc triện ở đây là được bọc vàng 22K gold fill này. Ở đáy thép có khắc tên thương hiệu. Và size mặt của chiếc này sẽ là size 35, không tính nốm ạ. Bộ máy cơ có tay với 23 Jewel. Em lên tay ướm thử cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Coslavi này nhá. Đó. Bọc vàng 22K. Mã số 10 giá 1.480.000. Và video của em ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Do là bên ngoài người ta làm ồn quá, cho nên là chất lượng quay video nó hơi kém một chút, nên là ngày hôm nay các bác thông cảm nha. Em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ cho em qua Zalo số điện thoại 0936 050 424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Và đặc biệt các bác lần đầu biết đến kênh thì mình hãy ấn ngay một nút đăng ký kênh màu đỏ để phía dưới video này, để các bác có thể nhận được thông báo và đón xem các video đồng hồ của kênh một cách sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video đồng hồ tiếp theo ạ.